Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Có thể các bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn về các mẫu laptop văn phòng chất lượng trên thị trường hiện nay. Nhưng để đáp ứng về cả ngoại hình lẫn hiệu năng, có lẽ bạn không thể bỏ qua chiếc Pavilion 15 của HP. Đây là một trong những mẫu laptop văn phòng đang được cực kỳ yêu thích ở thời điểm hiện tại. Và không để bạn phải chờ lâu thêm nữa, hãy cùng mình vào video để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc laptop này nhé. Nhìn về tổng thể thì chiếc máy này khá bắt mắt với màu xám bạc bao phủ toàn bộ vỏ máy. Có thể thấy nó khá đơn giản nhưng lại cực kỳ sang trọng. Được làm từ chất liệu kim loại nguyên khối rất chắc chắn, bốn cạnh được bo tròn tạo cảm giác rất hiện đại. Và vì là một chiếc laptop văn phòng nên chiếc máy này được thiết kế vô cùng nhỏ gọn. Với cân nặng chỉ 1,74kg, mỏng 1,79cm, giúp bạn có thể mang đến mọi nơi để học tập và làm việc. Mặc dù cạnh viền nhỏ nhưng vẫn được HP trang bị một camera 720p HD. Bạn có thể học tập và làm việc trực tuyến với chiếc camera này. Màn hình của chiếc Pavilion 15 này rộng 15,6 inch, độ phân giải Full HD với tấm nền IPS, độ sáng lên đến 250 nits, 45% NTSC sẽ đem đến cho bạn trải nghiệm cực kỳ sắc nét, sống động khi giải trí trên chiếc màn hình này. Cạnh viền cực mỏng để diện tích màn hình được nhiều hơn, cho bạn góc nhìn rộng hơn, tạo cảm giác đã mắt hơn, thoải mái hơn khi làm việc. Bàn phím của chiếc laptop này là bàn phím tiêu chuẩn, phím bấm vuông vắn, độ nảy tốt. Hành trình phím sâu khiến cảm giác gõ rất thoải mái. Bàn phím mà HP trang bị cho chiếc laptop này là bàn phím full size, giúp bạn có nhiều không gian để sử dụng hơn. Touchpad của chiếc máy này khá rộng rãi, cảm ứng đa điểm, vuốt chạm cực kỳ mượt mà. Bạn yên tâm rằng nếu như không có chuột rời thì bạn vẫn có thể sử dụng chiếc touchpad này một cách thoải mái. Nói về hiệu năng của chiếc laptop này có lẽ không thể chê khi nó chỉ là một chiếc laptop văn phòng. Với bộ vi xử lý Intel Core i5-1240P cực kỳ mạnh mẽ với 12x16 luồng, 8GB DDR4, tốc độ xử lý tối đa lên đến 4.4GHz, dung lượng SSD là 256GB để bạn đăng nhập vào máy cực kỳ nhanh chóng. Cùng với đó, chiếc laptop này được tích hợp các đồ họa Intel Iris Xe Graphics, giúp bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh hay là làm video đơn giản trên các phần mềm Photoshop, AI. Khi sở hữu chiếc laptop này, bạn sẽ không thiếu bất cứ một cổng kết nối nào, bao gồm hai cổng USB Type-A, một cổng USB Type-C, một cổng HDMI, một giắc cắm tai nghe để bạn có thể kết nối hay truy xuất với bất cứ thiết bị ngoại vi nào. Cùng với dung lượng pin 3 cell 41Wh thì bạn yên tâm có thể dùng cả ngày dài mà không sợ hết pin. Có thể nói chiếc HP Pavilion 15 này là chiếc laptop không chỉ hiệu năng mạnh mà thiết kế cũng cực kỳ tinh tế, rất phù hợp với những ai là học sinh sinh viên hay là dân văn phòng. Giá lại đang cực kỳ ưu đãi tại An Phát. Link sản phẩm và những chương trình ưu đãi mình sẽ để ở dưới. Các bạn có thể ấn vào và tham khảo kỹ hơn nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.